Người hâm mộ tiếp tục cuồng nhiệt với những trận đấu loại trực tiếp của VBA 2016. Sài Gòn Heat, đội bóng rổ danh tiếng nhất Việt Nam, không bao giờ chấp nhận kết quả nào khác ngoài chiến thắng trong mọi trận đấu. Với Đà Nẵng Dragons, sự đoàn kết cùng tinh thần thi đấu hết mình của Horace Nguyễn, Stephen Nguyễn liệu có giúp thầy trò huấn luyện viên Dante Hill chạm được vào chiến thắng? Đón xem trận đấu quyết liệt giữa Sài Gòn Heat và Đà Nẵng Dragons vào lúc 19 giờ ngày 29 tháng 10 tại nhà thi đấu trường quốc tế Canada CIS hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên VTV Cup. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. VBA hơn cả một trận đấu.